xô tới kinh hoàng giữa biển khơi, cuộc đời con trời vơi. Ngài ơi thương cứu giúp, để vừa thoát trùng khơi về đến nơi an lành. Cuộc đời ai tránh được cơn giông tố, mọi người đều muốn sống lặng biển yên, nhưng giông tố mới giúp ta nhận ra mình, thấy mình mong manh bất lực, thấy mình cần Chúa biết bao. Trận cuồng phong xô tới kinh hoàng giữa biển khơi, cuộc đời con trời vơi. Ngài ơi thương cứu giúp, để vừa thoát trùng khơi về đến nơi an lành. Ra tay Chúa đã dẹp tan giông tố, mời gọi người sống vững vàng được tin. Qua giông tố mới quy yên lặng tâm hồn, mới bình tâm khi biến động, vững lòng vượt sóng gian trời. Trận cuồng phong xô tới kinh hoàng giữa biển khơi, cuộc đời con trời vơi. Ngài ơi thương cứu giúp, để vừa thoát trùng khơi về đến nơi an lành. Thuyền đời luôn vẫn còn bao cơn sóng, nhưng con tin Chúa vẫn hằng ở bên. Không nao núng những lúc con gặp nguy nan, với Ngài con luôn yên hẳn, đưa thuyền về tới bên quê. Trận cuồng phong xô tới kinh hoàng giữa biển khơi, cuộc đời con trời vơi. Ngài ơi thương cứu giúp, để vừa thoát trùng khơi về đến nơi an lành. Ngài ơi thương cứu giúp, để vừa thoát trùng khơi về đến nơi an lành. Ngài ơi thương cứu giúp.